Ok và hello, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Wrangler các bạn ơi. Cầm cọng dây thừng đi bắt những con vật ha. Rồi thì ở video trước á, mình cũng chưa có bắt được nhiều con ha. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tựa game này. Và các bạn lưu ý là tựa game này đang trong giai đoạn là testing ha, tức là trong giai đoạn thử nghiệm, cho nên nó vẫn còn những nhiều lỗi như là lắc nè các bạn, hay là bị kẹt gì các kiểu ha. Rồi hiện tại chúng ta đang có 4 vùng đất trong tựa game này. Thứ nhất là vùng đất farmland ha, vùng đất nông trại, thứ hai vùng đất tuyết, thứ ba vùng đất là sa mạc ha, desert là sa mạc đây. Có kim tự tháp đó kìa. Rồi thứ tư là savanna ha. Bây giờ mình sẽ vào cái vùng đất chính của mình đã. Thì hồi sáng giờ mình cũng đã có cày một chút xíu và đã nâng cấp được một số cái thông số trong game ha. Rồi từ để nó vào game đi rồi mình sẽ cho các bạn xem. Ok và chúng ta đang có mặt tại vùng đất chính các bạn ơi. Đây là Main Island ha. Rồi. À hôm qua mình chưa có coi xe các bạn ơi, đi coi mình có những xe nào ha. Chiếc xe đó, đây là chiếc xe đầu tiên nè, mình sẽ bấm qua ha. Ở đây thì có 2 chỗ ngồi và 6 cái slot. Ở đây có một cái nút là Wild List nè. Nếu mà người khác muốn đi ké xe chúng ta thì chúng ta hãy bấm cái Wild List này ha. Và Wild List đó y chang từ game Number Tycoon luôn. Ok. Đặt đi. Sao không đặt được nhỉ? Rồi. Oh my god. Đó là lý do mình nói là cái tựa game này vẫn đang trong giai đoạn testing ha. Cho nên nó vẫn còn một số lỗi. Bấm vô ít mình tắt không được luôn mọi người. Ở đây mình có một cái xe là Pickup Truck ha. Rồi tiếp theo. Oh wow. Xe này được thêm 2 chỗ chứa nè, có giá là 1.000 tiền. Xe thứ ba cũng 1.000 tiền luôn hả? Oh, xe này 6 chỗ chứa, 4 chỗ ngồi các bạn ơi, chúng ta có thể đi theo team ha, 4 người. Xe tiếp theo, oh my god, dễ thương quá. Xe này là một chiếc xe gì đấy, 2 chỗ ngồi và 2 slot các bạn ơi. Một chiếc xe máy ha. Rồi, hầu như những chiếc xe tiếp theo đều 1.000 tiền hết và chúng ta chỉ có 4 chiếc xe thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Cái butchery này mình vẫn chưa tìm hiểu ha. Nhưng mà nó nói là không dành cho người ăn chay nha các bạn. Ok. Click to sell animal. Ở đây là nó để một cái giá tiền đó các bạn ơi. À, combo 3 con hino tức là 3 con tê giác ha, 348 tiền. Rồi 3 con sói là 285 tiền, ví dụ vậy ha. Menu update nữa. Ở cái tiệm này là cái tiệm bán thịt các bạn ơi. Không quan tâm ha. Upgrade nè. Thì ở đây các bạn thấy ha, cái máu mình á, mình đã upgrade lên tối đa rồi. Ban đầu nó có 100 thôi, mình upgrade lên là 150 ha. Thì nó sẽ giúp chúng ta tồn tại lâu hơn khi chúng ta săn những con vật ha. Ở đây chúng ta có một cái Watch Speed, tức là tốc độ chạy ha. Cao nhất là 21, mình đã được 20 rồi. Và các bạn lưu ý là những cái upgrade này đều có giá là 200 tiền hết. Bên đây chúng ta có một cái nhảy cao ha, chưa nâng cấp. Cái này là kiểu như là một cái khoảng cách của sĩ thần đó các bạn. Chúng ta có thể kéo sĩ thần ra dài hơn ha. Còn cái này là thời gian giảm nè, thời gian giảm của cái máu con vật ha. Mình đã được 2 rồi, máy là 5. Ok. Hai, hình như là 2 giây thì phải. Tính theo này các bạn, measure in second ha. Còn cái này là chúng ta có thể bắt được nhiều con vật cùng một lúc. Thì mình vẫn chưa nâng cấp ha, mình thấy chưa quan trọng. Mình chủ yếu mình nâng cấp những cái khác để cho mình thể bắt được những con động vật level cao ha. Rồi ở đây chúng ta có một cái mình đã nâng cấp lên là 34 rồi. Tức là cái vòng tròn ha, cái vòng tròn khi chúng ta chiến đấu nó sẽ bự hơn. Best store. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem những con động vật của mình. Đó, mình có 2 con bò cạp các bạn ơi. Scorpion ha, level 4 nè. Ở đây còn một con đực ha. Ở đây một con đực luôn. À trong video này mình sẽ cố gắng mình thử đi kiếm con sư tử coi, hay là con hươu cao cổ ha, để mình lai giống nó, mình cho nó sinh sản ha. Ở đây nó ghi nè, cho một con đực và một con cái và chúng ta sẽ tốn một số tiền ha, để chúng ta có thể lai giống nó. Tức là giống con pet các bạn. Baby animal ha. Có thể sử dụng làm một cái con pet và nó sẽ đi theo bạn bất kể nơi nào bạn muốn. Thì cái con baby này ha, tức là con sẽ được lai tạo giữa cha và mẹ ha, một cái sự trộn lẫn với cha và mẹ. Cho nên mình sẽ thử nghiệm tính năng này ha. Ở đây mình có 2 con gì đây? Con Eagle các bạn ơi, con đại bàng ha. Con này level 5. Eagle level 9. Oh. Hình như mình có thể lai giống được con Eagle ha. Thôi mình chắc là mình để dành đi. Mình sẽ lai giống 2 cái con sư tử đi. Rồi. Ở đây có một cái là Fast Travel nè, không cần chúng ta phải đi xuống đây ha. Chúng ta bấm Fast Travel thì chúng ta có thể đi qua những vùng đất khác nhanh gọn lẹ luôn. Hoặc là vào sở thú ha các bạn ha. Mình sẽ qua Savannah. Bởi vì savanna thì đương nhiên rồi, hoang mạc thì sẽ có những con thú hoang dã ha, như là voi nè, tê giác nè, sư tử nè, cũng như là hươu cao cổ các bạn. Và chúng ta đang được teleport tới vùng đất là savanna ha. Thì mỗi cái vùng đất nó sẽ tương đương với một server mới, có thể bạn gặp những cái người này trên server kia, nhưng mà khi bạn qua một cái server khác thì không có ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho một chiếc xe ra đó, dẫm lên cái nút xanh ha. Yes, xe mình đâu? À đây. Chúng ta không cần phải chạy lại đâu, cái xe nó tự động nó đưa chúng ta vào trong cái chỗ ngồi ha. Thì những người khác nếu chúng ta không wild list thì nó sẽ không cho người đó ngồi vào chung với chúng ta ha.
Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm con gì đây? Con này con gì? Hình như con này con linh dương các bạn ơi. Ok đi. Chúng ta có một con này con báo đúng không? Phải không? Chi tách các bạn ơi, con báo rồi. Đây là hươu cao cổ. Hươu cao cổ level 3 ha. Kiếm con sư tử coi. Đây là con ngựa vằn nè. Đúng không? Đúng rồi, Zebra là con ngựa vằn ha. Ở đây nó ghi góc phải là bấm chữ H để bóp kèn ha, và bấm chữ F để chúng ta có thể mở đèn. Đó, đây là đèn nè. Ố, mình có một con cọp nè các bạn. Level 8 luôn. Wow. Từ từ ha, mình đi một vòng đi đã. Vùng đất này thì nó cũng không rộng. Ô, sorry, khá là rộng các bạn, bên kia khá là nhiều động vật ha. Cheetah level 7 và con cọp level 4. Ok, mình sẽ bắt trước một con cọp ha. Click vào. Click vào đây ha. Single player. Mình nghĩ là chúng ta chơi chế độ đơn thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, cái vòng tròn các bạn thấy không? Nó rất là bự luôn. Ok. Wow. Và khi xuất hiện cọng dây chúng ta cứ chạy ha. Theo mình thì chúng ta cứ chạy vòng tròn thôi. Đó. Và mình đã chỉnh những cái thông số kia lên rồi, đã nâng cấp lên rồi. Cho nên những cái con này mà những con level thấp á, rất dễ chết ha. Vài cái thôi. Chúng ta có một con Tiger, một con cọp các bạn. Và có một điều á, là những cái con vật trong đây rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương luôn. À, quăng vào đây. Ok. Rồi ha. Mình có một con cọp rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm con cọp nào đó level thấp thấp chút xíu. Vì những con cọp kia level cao quá. Đây. Có một chú cọp đây. Phải không? Ông này còn Cheetah các bạn ơi. Một con báo level 6 à. Ok, mình nghĩ là mình có thể chiến đấu ha. Ok. Level 6. Chơi luôn. Thì khi các bạn đã nâng cấp lên những cái thông số kia rồi thì có thể chúng ta sẽ yên tâm hơn. Ui quá. Ui. Và mình nghĩ là khi chúng ta chiến đấu thì chúng ta hãy đi một mình ha. Đừng có để những người khác đi xung quanh, chúng ta sẽ rất là dễ chết. Máu mình đã mát rồi, 150 rồi. Đó. Mình sẽ bắt hai con ha, một con được con cái mà mình không biết con được con nào con cái luôn. Bởi vì nó không có hiển thị cho mình ha. Ok, vòng vào đây. Chúng ta có hai con thú rồi. Game này khá là vui các bạn. Mình đã có một con cọp và một con báo ha. Ô, hươu cao cổ kìa, con này level mấy đây? Level 3, rồi. Con này level 10. Ở đây chúng ta có một con Cheetah level 10. Một con Cheetah level 9. Tê giác nữa các bạn. Hino hả? Mấy con này cấp cao quá mình không dám chơi các bạn ơi. Tại vì nếu mà mình chết á thì mình phải quay từ đầu ha. Và mình không biết là khi đó chúng ta, thứ nhất là chúng ta đi bộ thì chúng ta sẽ lấy được cái xe của mình ha. Còn nếu mà mình spawn chiếc xe lại thì mình nghĩ là nó sẽ mất những con thú này. Bây giờ mình sẽ qua bên đây đi. Để mình kiếm những cái con. Một là con cọp ha. Hai là con Cheetah, là con báo. Kiếm nào. Là những con động vật dũng mãnh để chúng ta có thể đem vào sở thú ha. Như mình đã nói trong video trước thì cái game này có sở thú nha các bạn. Thì hiện tại mình đang có 196 à. Ok. Đây là Savannah ha, chúng ta có những con động vật của nơi hoang dã. Kiếm con nào level thấp thôi các bạn ơi. Bởi vì những con level cao á, cái tiền cũng không hơn bao nhiêu đâu. Chúng ta có một con gì đây. Ok, bắt con ngựa vằn này luôn. Rồi. Đây là một chuyến đi săn của gà công nghiệp. Và các bạn lưu ý ha, những cái vòng tròn này người khác có thể đi vào nha. Họ không thể tác động tới chúng ta, nhưng mà họ đi vào thì chúng ta sẽ bị kẹt các bạn ơi. Cho nên đó là lý do mình nói là các bạn hãy kiểu như là chơi một chế độ một mình thôi. Chơi chế độ nhiều người thì mình không có đi xuyên qua những người này được, cho nên sẽ bị đụng ha. Bị đụng dễ chết lắm, mất máu. Đó. Zebra. Chết, hy sinh. Hy sinh. Hy sinh rồi, ok. Ba con rồi. Đó, ba con. Vòng vào đây ha. Con này con gì đây? Con Hino các bạn ơi. Hino là con tê giác. Ồ, dễ thương quá. Nói từ dễ thương hơi bị nhiều ha. Nhưng mà thật sự những con vật trong đây, cái đồ họa rất dễ thương các bạn. Cái tạo hình á. Ok, để cọng dây xuất hiện nào. Mình thấy có một con ơi. Những con level càng cao thì sát thương nó gây ra mình càng cao ha. Bên kia mình thấy có một con báo rồi. Ok, thì mình sẽ qua bên kia mình bắt. Để bắt xong cái con Hino đã. Easy các bạn ơi. Thực ra các bạn nâng cấp cái những cái thông số của bạn lên á thì cái việc bắt những con thú mà level 4, 5 á nó khá là dễ ha, để chết rớt rồi. Đó, nó hiện màu xanh ha. Ok. Và ở đây có một hệ thống tre đồ nè, chúng ta có thể tre những con vật với người khác ha. Cheetah level 3, ok rồi. Bắt con này ha. Và còn một chỗ cuối cùng cho mình bắt luôn con ngựa vằn quá. Và hy vọng những con này là một con được một con cái ha. Để cho chúng ta có thể la giống đó. Z
trên sàn đó. Oh wow, đấy năm con này level 2 ha. Rồi lát mình sẽ cùng qua trải nghiệm với sở thú ha, tại vì cái video ngày hôm qua mình up lên thì mình cũng chưa qua sở thú cho bạn xem luôn, và thực sự từ sáng tới giờ mình cày thì mình cũng chưa có qua sở thú ha. Quý vị cô lên nào, này level 2 thôi. Sau đó chúng ta sẽ chạy về cái căn cứ ha, để quăng những cái con này vào những cái máy collection. Game này như một tựa game simulator vậy các bạn. Cày cuốc ha, để kiếm tiền, xây sở thú các kiểu. Con nào thích thì các bạn đem vào sở thú ha, sinh sản các kiểu nè. Rồi nếu mà thích nữa thì chúng ta sẽ làm cho nó thành bếp của mình ha, thành thú cưng. Rồi bây giờ quay trở về thôi. Thon 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 thon. Rồi chúng ta đã quay trở về cái căn cứ rồi. Đây là trung tâm ha, trung tâm thu lượm thú thì vậy. Ok, mình sẽ quăng từng con vào đây. Quăng vào. Đó. Quăng vào. Ok. Gì đây? Ngựa vằn, quăng vào. Những tựa game testing á thì nó thường khá là lắc các bạn, bởi vì nó vẫn còn những cái cấu trúc đơn giản ha. Khi mà kiểu như là khi có người fix lỗi hay là báo cáo lỗi thì họ mới sửa thôi. Rồi, mình đang có rất nhiều con vật rồi. Ok, mình sẽ coi ha. Ở đây mình có một con là zebra male, tức là con ngựa vằn được ha. Oh wow, female các bạn ơi. Rồi ok, mình có một cặp rồi. Ở đây là cheetah male. Cheetah male, dồi tiêu. Con này gì đây, con gì đây? Con cọp male à. Ở đây mình có hai con, là có một cặp ha, là eagle là đại bàng nè các bạn, với lại một con là ngựa vằn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái vùng đất mainland các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái best store để chúng ta có thể lại giống những con vật này sinh sản ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ lít vào con ở trong mây đông giờ. Mình sẽ chọn con cheetah. Đâu phải cheetah đúng không? À, zebra các bạn ơi. Bấm vào đây chứ. Lít vào cái ô này trước ha. Rồi, này con gì đây? Đây còn được con cái giờ? Không biết luôn. À, bên đây có màn hình, bên đây con cái các bạn ơi. Lít chuột ha, cho nó hiện cái ô vuông này lên. Quăng nó vào đây. Rồi, con đâu rồi, con được đâu rồi. Lít chuột, quăng vào đây. Thì nó sẽ breed animal, tức là sinh sản ha, sẽ tốn 105 tiền. Lít. Breeding successful, congratulations. Chúng ta có một con zebra. Ok. Rồi nó đâu? À đây. Rất là dễ thương. À gì đây? Grab a pet to this slot to equip. Đổi tên nữa các bạn, đổi tên phải tốn robot ha. Đó, lít vào đây. Mình có thể chứa tối đa là 4 con pet. Ừ, đúng rồi. Gì vậy? Equip. Rồi sao? Rồi sao? Đây đây, con pet của mình. Đúng không? Oh my god, chúng ta có một con ngựa vằn các bạn ơi, một con pet đi theo mình nè. Dễ thương quá. Alright, bây giờ chúng ta sẽ vào cái sở thú mình ha. Chúng ta đã vào sở thú của mình và đây là con pet của mình ha, ngựa vằn các bạn. Đổi tên tốn robot nhiều không ta? Không biết luôn. Ok đi. Rồi chúng ta sẽ bấm vào shop để xem có những gì trong đây hay không. Chúng ta có một cái là farmland. Rồi những cái chuồng mà tương đương với những cái vùng đất các bạn. Savannah bao nhiêu tiền? 300 tiền. Trời ơi, mắc vậy? Mắc quá, mắc quá. Đây là gì? Đây là những vật dụng khác các bạn ơi, như là ghế nè, đường nè, bảng chỉ dẫn nè ha, cổng chào, đèn các kiểu. Scenery, cây cối ha, làm cảnh ha. Building là những công trình, chúng ta có những hàng quán. Nó như một cái tựa game là Zoo Tycoon thu nhỏ luôn các bạn ơi. Khá là tuyệt. Bây giờ gì đây? À, không bấm được. Oh wow. À mình có thể chọn được cái địa hình của những cái sở thú nữa các bạn. Redland ha, đó. Cũng hay ha. Tiêu rồi. Mình phải đi bán mấy con kia các bạn ơi. Đâu rồi? Travel. Phải đi bán hả? Trong đây có những game match khác giúp chúng ta có thể nhân đôi tiền các kiểu nè. Tức là khi chúng ta bán được 100 tiền thì nó sẽ bán cho chúng ta gấp đôi là 200 tiền thôi. Thì chúng ta có thể nhanh chóng xây dựng được cái sở thú của mình ha. Đi vào bán bớt các bạn ơi. Bán mới có tiền chứ. Đầu tiên phải vào cái chỗ butchery này để mình coi coi có những cái con nào mình đang có không. Ba wood, một cái con gì đó, ba con tê giác, chưa đủ. Combo ba con tê giác thì khá là nhiều các bạn ha. Thiếu nè. Đấy. Nó màu đỏ mình thiếu rồi. Mày đi vào cái best store này để bán mày. Bán những con cơ bản ha. Đó, bán eagle nè. Cọp hả? Cọp để lại đi. Bán eagle ha. Bán bò cạp. Cái bò cạp là bên sa mạc nha các bạn. Ok,
bán. Chúng ta có một con gì đây? Cheetah, Hino. Hino thì mình sẽ để lại để mình trong những video sau á, mình combo ba con Hino có tiền ha. Cheetah. Ok, hai con được bán luôn các bạn ơi. Bán luôn. Rồi, mình đã đủ tiền rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái sở thú mình ha. Ok, và chúng ta đã quay trở lại với sở thú của gà công nghiệp. Và chúng ta sẽ đổi con zebra này là Savannah ha. Mình sẽ đổi địa hình sang Savannah. Rồi, ok. Chúng ta sẽ mua một cái chuồng. Cái chuồng gì đâu rồi. Cave nè. Một cái chuồng nhỏ là... cái chuồng nhỏ có 200 tiền à. Cái chuồng nhỏ thì sẽ chứa được hai con vật ha. Còn cái chuồng lớn 300 tiền chứa được tới 4 con vật luôn. Thôi thì mình chơi khô máu vậy. Một cái. Rồi, 300 tiền đã bay trong tích tắc. Bill. Chúng ta có một cái chuồng con gì đây? Play. Bự quá. Lick to play. Lick R để T để xoay à. Ok. Rồi bây giờ sao? Bây giờ sao mình quăng con động vật vào đây? Option. Select. Manage animal ha. Rồi chúng ta click vào option các bạn. Rồi, double click một cái con vật ở trên tấm bảng. Sau đó thì drag nó vào. À đây. Mình có con ngựa vằn. Slot 1. Thành thon. Wow, dễ thương. Slot 2. Thành thon. Cái con pet của mình á thì không có được các bạn ơi. Ha, bởi vì cái con pet của mình đã đi theo mình rồi. Mình phải đổi một con pet khác ha, hoặc là mình equip nó, tức là mình không chọn con pet này nữa. Thì sau đó mình mới quăng cái con này vào cái chuồng này được. Mình còn 2 slot nè. Ok, tắt thôi. Giờ sao ra trời. Phải có cửa cho ra chứ. Ở trong video trước mình cũng đã bị lắc ở chỗ này rồi. Thôi kệ đi ha. Bây giờ mình sẽ... Thì chúng ta cứ fast travel về thôi. Đâu có gì đâu. Ok, thì đó là nội dung video này ha các bạn ha. Mình đã cho các bạn xem về cách chúng ta có thể bắt những con vật, cũng như là sinh sản nó ha. Và xây dựng được một chuồng thú đầu tiên trong cái sở thú của mình là cái chuồng con ngựa vàng các bạn. Này có một con pet nè, rất là dễ thương ha. Và mình sẽ kết thúc video tại đây, và nếu các bạn vẫn muốn mình làm tiếp series này á, đừng quên để lại một comment bên dưới nha. Bỏ lại một like nếu video này hay, cũng như hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.